Still it on. Buổi sáng ngày hôm nay, mẹ thiên nhiên lại đập tiết thêm nữa. Day, Park, Ở ngay thành phố Port Art, New York, chỗ này thì tiết đóng thêm một feet nữa. To feet Làm chỗ đó bị tiết rơi cao khoảng chừng 6 feet kể từ hồi bữa thứ năm tới bây giờ tiếc rơi rất là nhiều làm cho cái chỗ chơi bowling chỗ này bị sập luôn theo bà thống đốc của bên new york nói đây làm cho dân ở đây rất là buồn ở cộng đồng chỗ này chỗ này là ai cũng biết tới hết á, từ xưa tới giờ theo bà thống đốc của New York, báo cho biết khoảng chừng 300 người đã được vệ binh quốc gia cứu khi mà mưa bão tiết xảy ra tới ngày bây giờ. Anh Christopher Pierce, ảnh là một trong những người đã được cứu. Anh ta bị tiết lạnh rồi bị kẹt trong xe một đêm và bị tiết ăn. Lúc đó tôi lạnh quá, tôi ngồi ngoài sau hậu xe, tôi chịu hết nổi. Và tôi rung người hết, lúc đó lạnh cống. Ở ngay thành phố New York chỗ này có 77 in, tiếc đã rơi xuống. Cái chỗ mà của football Buffalo Bills đó, chơi chỗ này. Họ phải đi qua bên Detroit chơi football bên đó. Đây là một chuyện tốt. Họ đã dọn cái chơi football ở chỗ này đi qua bên Detroit. Chưa được 24 tiếng đồng hồ. Tới giờ chơi football ở đây thì chỗ này đóng tiếc như vậy. Đây là ở ngoài parking của sân vận động. Tiết rơi nhiều như vậy tiết rơi lên gần ngang hông của anh này đang đứng ở đây. Đây là cái team của đội chơi football họ chia sẻ cho chúng ta xem. Họ nói đây là những người dân sống ở xung quanh chỗ này rất là tốt. Những người chơi football chỗ này được những người dân giúp đỡ dọn đường cho đi chơi cái game kế tiếp trong xếp nói, khi chúng ta có tiết rơi nó cao giống như cái anh này ở đây chơi football, foot đó là anh ta cao khoảng chừng 6.5 phút tiết rơi cao như vậy đó. Uh, Và phải cần thêm nhiều thời gian nữa để mà đi vô trong dọn dẹp sạch sẽ ở bên trong cái khu nhà. Đây là tiết rơi nhiều, nhiều giống như mà cái người quarterback của cái đội chơi football ở đây tiết rơi cao bằng anh ta vậy đó. Anh đó tên là Josh Allen. Chỉ có 5 người trong cái đội chơi football chỗ này là cao hơn cái tiết mà rơi xuống trong mấy ngày qua, đó là 77 in. Và tiết rơi nhiều gió thổi mạnh nữa. Ở đây thì không biết làm sao mà trội được trái banh đó. Rất là tốt là họ dọn à, cái chơi lần này đi qua cái thành phố bên kia để chơi. Ngay bây giờ thì nó đỡ chút xíu. Hiện tại ngay bây giờ nó khá một chút xíu về cái chuyện tiết này. Ông bà cảm thấy như thế nào? Ông ta trả lời, tôi đây cảm thấy rất là mệt. Ông ta nói, tôi đây 73 tuổi rồi, cho nên tôi phải cần nghỉ xa hơi một chút xíu. Ở chỗ này tiết đang giảm xuống một chút xíu, nhưng mà nằm về hướng Tây ở bên New York thì lại bị tiết đánh vô một lần nữa. Ở tối hôm qua, tiết càng rơi nhiều thêm. Kể từ hồi bữa thứ Năm tới bây giờ, chỗ này tiết rơi hơn 6 feet. Theo những nhà chức trách đi xem nhiều chỗ khác nhau, coi có chỗ nào bị sập thì giúp đỡ chỗ đó. Đây có một chỗ đã bị sập rồi. Theo ông sếp đây nói, trong lúc này chưa có được khá cho lắm, chưa có nóng trở lại. Có lẽ là qua ngày mai thì nó khá trở lại. Trong lúc này ở đây cũng có nhiều người bị chậm chảy một chút để đi mua đồ ăn trong ngày lễ không còn bao nhiêu ngày nữa đã tới ngày lễ Thanksgiving. Cô này nói ở trong chợ này không có gì hết, cũng không có một ổ bánh mì nữa. Chúng tôi đây rất là hên, đã mua được một con gà lôi nhỏ. Vào cái ngày lễ sắp tới đây thì bầu trời được báo cho biết là được tốt và sắp tới đây về đi travel ở trên Hoa Kỳ trở thành là cái ngày đông nhất ở trên Hoa Kỳ kể từ trước khi đại dịch xảy ra. Từ thứ tư cho tới bữa Chủ nhật, AAA báo cho biết có ít nhất là 48 triệu người sẽ đi bằng xe trên đường và có 4.5 triệu người trên Hoa Kỳ suy đoán sẽ đi bằng máy bay sau khi một mùa hè lộn xộn rất là nhiều chuyến bay đã hủy bỏ và còn cộng thêm thiếu người làm trong sân bay nữa với tỷ như bị một chuyện gì đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào đối với ở trên hoa kỳ về chuyến bay đây là một cái về của đi bằng máy bay, cho dù là bầu trời nó được tốt. Cho dù tất cả những người làm trong sân bay đầy đủ hết với tỷ như có một chuyến máy bay bị hủy bỏ thì nó ảnh hưởng rất là nhiều chuyến máy bay kế tiếp nữa và sẽ bị ảnh hưởng cho tới 10 và tới 100 chuyến máy bay kế tiếp nữa. Có một số người ở bên Buffalo, New York, họ cần phải đi lại lấy xe của họ đi là hồi trước là họ bỏ lại chỗ này. Đó là khi mà mưa bão đánh ra, lúc đó thì họ bỏ xe lại đây. Đây có một số xe là đậu lại để ở ngay cái chỗ phạt kinh của cái mo chỗ này. Nhà chức trách ở đây đã thâu khoảng chừng 100 chiếc xe rồi. Và nhà chức trách ở đây cũng không biết còn bao nhiêu chiếc xe cần phải thâu rời khỏi chỗ này. Và ở đây tiết rơi rất là nhiều, rất là nhanh nữa, cho nên rất là lo sắp tới.